Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kèm nước xả vải nữa. Rồi bây giờ đến chàng trai ngồi ở ghế bên phải nè, ở ghế màu đỏ nè. Em chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào các bạn khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Tùng, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1982, sinh sau Minh Đạt một ngày. Trời ơi, biết ngày sinh của Minh Đạt luôn ha, sinh sau Minh Đạt một ngày. Nghề nghiệp của em là giáo viên, chuyên môn là dạy thể dục. Và ngoài ra em còn làm bên với mảng bóng đá của chuyên nghiệp. Hèn chi tướng ngon ha, đứng lên cả, ngon, chắc, rồi, ngon, được. Rồi, được. Ui, sao sinh sau tôi mà sao bự hơn tôi vậy? Ừ, tao sinh sau ngày mà tao... Ôi, để ý tôi quá à. Quê Tùng ở đâu? Em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, gốc thì ở Thanh Hóa. Rồi, hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Thủ Dầu Một, Bình Dương chị. À, bữa nay hai chàng trai đều ở Bình Dương hết. Tham gia chương trình có ai đi chung với mình không Tùng? Số là buổi chiều hôm nay em đang có một cái buổi học để thăng hạng bên nhà nước á chị. À. Nên là cập rập quá nên là em... Cứ vậy là em xin phép thầy cho cái chạy luôn. Ồ, ok, không sao. Có gì bữa nay chị sẽ làm người nhà của em ha. Chị sẽ tư vấn giúp cho em. Rồi, mời cô gái bên chiếc ghế màu đỏ bên kia. Chờ gì nữa, em tự giới thiệu mình đi. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt, cùng hai bạn nam bên kia, cùng toàn thể khán giả trường quay của ngày hôm nay. Em là Phan Thị Yến, năm nay 30 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Công việc chính của em là làm điều dưỡng. Điều dưỡng? Dạ, điều dưỡng chăm sóc nhi. Mà bệnh viện dạ, gì? Dạ, bệnh viện Gò Vấp luôn. Y tá? Dạ. Điều dưỡng thì cô y tá là xinh đẹp nha. Rồi hôm nay mình đi với đây, đến đây mình có đi chung với người thân của mình không? Dạ có ạ, em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em. Đi mấy người? Dạ 10 người. Hả? Dạ 10 người ạ. 10 người? Wow. 10 người lận hết Tùng ơi. Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn. Nhưng không sao nha, đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì hết. Có một cái cảm giác hình như là... Sao? Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải bằng Yến này không? Là quen hả? Quen hả? Thì em có kết bạn với một bạn tên là Phan Yến, cũng làm bệnh viện Nhi ở Gò Vấp. Ồ, Phan Yến bệnh viện Nhi Gò Vấp, còn này là Phan Thị Yến, cũng có thể là Phan Yến đó. Kết bạn trên Facebook phải không? Mà nhà cũng ở Thanh Hóa. Mà kết bạn trên Facebook hả? Dạ, có kết bạn trên cái phần bạn muốn hẹn hò ở Facebook. Wow. Vậy là có thể Phan Yến, tại vì có thể người ta lượt bớt chữ mà thị thôi. Không biết. Mấy đồng nghiệp ngồi dưới cười quá kìa. Nhưng mà em đã gặp bạn Yến nào ngoài đời chưa hay là mới kết bạn? Dạ em nhìn thấy trong ảnh luôn. Vậy thì hôm nay nếu mà phải duyên thì mình gặp nhau ngoài đời. Đúng rồi, trời ơi, đi đâu lanh quanh. Bạn Yến này có một cái răng khểnh. Có một cái răng khểnh. Phải không? Bạn sai rồi. Có răng khểnh rồi hả? Có hai cái răng khểnh lận. Đúng rồi. Hai cái răng khểnh đúng luôn. Hai cái răng khểnh lận chứ không phải một đâu, cái đâu. Rồi, hai bạn tự hỏi nhau vài thông tin coi có phải mình đã từng nói chuyện với nhau chưa. Rồi mời Tùng. Em có nhắn tin cho bạn Yến có chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon, chúc buổi tối gì đó. Bạn dạ cảm ơn anh, vậy thôi. Hỏi phải không? Ý là hỏi phải em không đi. Mà có đúng không bạn Yến? Đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ. Wow. Và em có nói một câu là không biết đến khi nào mới gặp được em. Không biết đến khi nào mới gặp được em. Bạn đó có trả lời không? Bạn không trả lời, bạn xem thôi. Phải duyên số mới khớp được vậy. Đúng chứ rồi, chứ chương trình đâu có biết là các bạn kết bạn với nhau đâu. Em cũng có một cái điều này muốn tâm sự. Tâm sự? Tức là em chỉ là thấy cái chương trình này là em nghĩ là chương trình offline thôi. Em mới bấm vô em đăng ký, em bụng bụng ngồi em đang bấm vô đăng ký vậy đó. Hai người đó là chương trình online. Rồi có bạn biên tập mới gọi là thuyết phục em tham gia. Thì em nghĩ là chắc đó là cũng là cái duyên. Duyên đúng rồi đó em. Bao nhiêu con người. Em nghe thông tin bạn nói là em cứ ngỡ mà không phải hay không. Dạ. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn một chút xíu. Ủa nó nghe nè, em coi hình của Yến rồi phải không? Ủa, nhưng mà em không biết là bạn Yến phải bệnh. Nhưng mà Yến có coi hình của ảnh chưa? Dạ có rồi nhưng mà em cũng... Quên rồi. Sao không? Không có ấn tượng phải không? Cũng có, nhưng mà em cũng... Ủa sao em đọc tin nhắn của tao mà em không trả lời vậy? Ủa nhưng mà chị đâu phải chắc chắn là bạn Yến đó đâu chị. Thì tôi cứ cho như là phải đi, đọc tin nhắn tao không trả lời. Tại vì đôi lúc em cũng bận nhiều công việc quá. Dạ. Đôi lúc mở ra thì mình cũng chưa kịp trả lời thì đó. Hơi hờ hững chút xíu ha. Hy vọng hôm nay có một cái duyên gì dính dính nhau để mình đỡ hờ hững nữa ha. Rồi, bây giờ chị muốn nghe thông tin của Yến một chút xíu nè. Tại vì từ nghe bên đây bạn trai giới thiệu mình cũng tò mò chút xíu. Yến thì sao Yến? Những điểm mạnh, điểm yếu của mình là như thế nào? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn ạ. Là mẫu người của phụ nữ gia đình, ca hát. Còn điểm yếu của em là kỹ tính, cũng khó tính. Mà nãy nghe có thích ca hát, có thể mời Yến hát một bản được chứ? Đúng rồi, vỗ tay. Trời ơi.
Dạ, em xin gửi tới hai bạn bên kia, hai MC cùng toàn thể khán giả bài hát Tình Anh. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi sẽ không về. Dạ. Cảm nhận giọng hát của Yến như thế nào? Dạ, bạn hát rất ngọt ngào ạ. Rất là ngọt ngào. Dạ. Mình cũng nên đáp lại đi. Thì em cũng giới thiệu cái điểm mạnh và cái điểm yếu của em trước. Em cứ dễ hòa nhập được với mọi cộng đồng, có thể mạnh dạn trước đám đông. Về cái mảng văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, mọi thứ em biết chút. Em biết chơi các môn thể thao: bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, bi da, bơi lội. Banh đũa biết không? Banh đũa biết không? Biết. Biết. Đó, banh đũa biết. Cái đó hồi nhỏ em chơi là ok luôn. Đúng còn rồi, về, thầy giáo dạy mà, phải đâu. Còn văn hóa văn nghệ thì em có thể là hát các thể loại nhạc. Biết hát nhưng mà không hay lắm. Dạ. Thì khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính, nhưng mà xong rồi thì thôi, rất là nhanh nguội. Thế thì bữa nay em định hát tặng mọi người cái thể loại nhạc gì? Bạn bên kia có cái đàn guitar, em cũng nhờ cái đàn guitar đó tặng bạn. Ok, đâu anh rồi? Sẽ đờn cho em. Ủa, ai đợt? Em. Rồi, hát đi nè. Tôi chơi luôn. Vì đó là em đi ạ. Vì đó là em. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Dạ hết rồi. Chị có hợp ý anh ấy. Tâm gì vậy? Em dạ. Nghĩ tâm gì á? Tâm đơ đó em. Tâm đơ đó em. Tâm đơ cái tâm mà. Gì hết trơn á. Bởi vậy anh tâm trong em đơ luôn. Trời. Thôi nhưng mà như vậy là vui rồi, mình giúp vui cho chương trình thôi mà. Sao? Dạ em thì nói chung là về đường tình duyên thì gọi là lận đận. Mấy mối tình mà lận đận? Em không, khoảng 5 mối tình. 5 mối tình? Dài nhất là 5 năm. Và ngắn nhất thì là 1 năm. Cái mối tình 1 năm là chị không nói, nhưng mà cái mối tình 5 năm là rất dài. Không hợp ở cái điểm nào mà phải chia tay em? Bạn ấy quá trẻ con. Bây giờ bé đó cũng vẫn dạy trong cùng trường với em. À vậy hả? Vẫn gặp nhau nói chuyện bình thường. Em thì được cái là khi mà mình chia tay với một người bạn gái nào đó thì người ta vẫn trân trọng, vẫn quý mến mình, vẫn hỏi thăm mình, chứ không phải là xem nhau như người xa lạ. Mối tình đó là chia tay lâu chưa? 4 năm. Mối tình gần đây rồi nhất sau nè. Nữa là mối tình nào? Một năm. Một năm tới tuổi kết hôn rồi đó, tại sao chia tay luôn? Bạn ấy quá kiểm soát anh. Ngày 24 tiếng đồng hồ thì coi như mình bảo tin nhắn, không trả lời thì gọi là giận hờn vu vơ để cầm đúng. Nói chung là em cảm thấy là bạn ấy không có tự tin trong cái chuyện tình yêu. Bạn ấy rất là giỏi về cái mặt cuộc sống, công việc. Em có chia sẻ một cái điều là những bạn gái cũ của em đó, em chia tay ai em cũng coi là bạn. Chờ hỏi Yến đi. Yến ơi, dạ. Ví dụ bây giờ em có một người bạn trai, nhưng mà người bạn trai này là hàng ngày đi làm, ngày nào cũng gặp cái người bạn gái cũ mà quen tới rồi 5 năm trời. Dạ. Em có bị ảnh hưởng lung lay tình cảm, em có ghen tuông gì không? Dạ cũng có. Quan trọng là mình thôi, mình sẽ rõ ràng cái mối quan hệ đó. Tình trường của Yến sao nào? Em thì có 3 mối tình chị. Mối tình gần nhất là chia tay năm 2017, yêu nhau được gần 3 năm. Vì sao chia tay? Cũng có nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là bên gia đình bên đó cảm giác em không nhận được sự tôn trọng bên đó. Đó là gia đình bạn trai không thích em hay là gia sao? Đình... Dạ vâng ạ, em cảm nhận được điều đó. Thời điểm đó cũng chưa gặp gia đình bên đó. Chưa gặp luôn mà, chưa, vậy là chưa về gia đình luôn. Bạn trai em nói cho em nghe hay sao? Dạ khi, bởi vì khi mà chia tay á, trước đó em có hỏi nhưng mà bạn ấy không phủ nhận điều đó là gia đình không thích. Đến cái phút cuối cùng khi bạn ấy đi lấy vợ, em vẫn hỏi lý do cuối cùng, bạn nói là gia đình không thích mình. Người ta có vợ luôn rồi? Dạ, chia tay khoảng được 2 tháng là cái bước. Giờ mình sẽ thăm hỏi thêm ý kiến của người thân một chút đi. Họ nhà gái rất là đông. Gái rồi nè. Em gái đã cầm sẵn micro rồi, mời em giới thiệu đi ạ. Em đi ủng hộ cho bạn nào vậy? Em xin tự giới thiệu, em là Ngân. Em là đồng nghiệp của chị Yến ạ. Xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và các quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em đã làm chung với chị Yến khoảng 3 năm. Chị Yến là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng với đồng nghiệp, với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa. Chị Yến là một người rất là tuyệt vời. Chị có một cái tính xấu là hơi kỹ tính.
Dạ. Nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà có ơi chứ. Có phải là bệnh nghề nghiệp không em? Dạ có thể chị. À... mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết á. À... nên khó lắm. Dạ. Gặp đâu thấy vi trùng. Gặp đâu thấy vi trùng. Vi rút. Em nhận xét về hai chàng trai của chương trình như thế nào nè? Em thấy là hai anh thì có rất là nhiều điểm phù hợp với chị của em. Tại vì đều là người ở gốc ở miền Trung đúng không ạ? Anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị Yến. Cảm nhận của em á, thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn. Lý do? Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh. Mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu, nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ, anh ghế đỏ thì nãy anh nói là ảnh có một khuyết điểm đó là hơi nóng tính. Mà tính chất của công việc của chị Yến á, thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á. Thôi chết luôn á. Bàn tán nhau quá trời. Rồi. Luôn rồi kìa. Bây giờ qua đẹp tới bây giờ là người nhà là Yến thôi. Bạn gái màu ghế màu xanh ai ạ? À? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nhật Thi, em đến đây ủng hộ chị Quỳnh với tư cách là em dâu. Chị Quỳnh là một người phụ nữ thuộc tiếp hiện đại và độc lập. Cho nên là bản thân chị Quỳnh có một cái cá tính rất là đặc biệt. Ngoài những lúc trong công việc ra thì chị Quỳnh vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình. Và đặc biệt là chị Quỳnh nấu ăn rất là ngon. Thì em cảm thấy là một người đàn ông phù hợp với chị Quỳnh là một người đủ điềm đạm để có thể hài hòa được với lại cá tính mạnh mẽ của chị Quỳnh. Thì theo em nhận thấy là hai anh ở trên đây là anh nào cũng có cái chất riêng và cũng rất là ok hết. Nhưng mà cái này là xét về cái gu của chị Quỳnh thôi. Tại vì hai chị em cũng hay tâm sự với nhau á, thì em cũng nghiêng về anh ghế xanh hơn. Hai anh chị khi mà gặp nhau và cùng màu ghế thì hai anh chị sẽ cùng nhịp đập cảm xúc với nhau. Dạ em xin hết. Rồi cảm ơn em. Đó là ý kiến của họ nhà gái. Bây giờ mời Đạt hãy phỏng vấn ý kiến của họ nhà trai. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Dạ, dạ chào anh Hứa Minh Đạt và chào các khán giả của trường quay. Em là Phạm Thị Lan, là chị gái của Phúc. Em ấy là do là đi học nhiều rồi là đi nước ngoài nữa nên là không có cái thời gian để tìm hiểu, rồi nay cũng lớn rồi, nhà cũng nôn. Hối ha chị ha, nhà hối ha. Em thì rất là hiền, có lẽ chắc vậy nên khó kiếm bạn gái hay sao đó. Em rất là thương em ấy tại vì đi tự nhiên một mình như vậy rồi tự buôn ba như vậy. Mẹ thì yếu mà mẹ thì ở quê vào ở nông thôn cho nên tất cả mọi thứ là do em ấy tự. Yeah. Trong nhà không có ai giúp đỡ hết phải không? Tự mưu sinh đúng không? Ở góc độ của chị thì chị chấm cô ghế xanh. Cảm ơn chị. Rồi anh trai mời em. Em là bạn học của Phúc đúng không? Dạ em là bạn đại học với Phúc ạ, rất thân với Phúc ạ. Bạn đại học là học ở đâu? Tính Phúc đúng không? Học đại học Bách khoa. Ồ, học đại học Bách khoa nữa hả? Phúc học đại học Bách khoa xong đi làm ở đây một năm ở Viettel rồi sau đó là tự đi học tiếng Nhật rồi tự đi Nhật. Bạn ấy có điểm yếu là cứ đứng trước phái nữ là bạn ấy run rồi bạn ấy không nói được. Bạn thân hồi đi học phải biết có tật xấu gì không? Hồi xưa bạn đi học nó khác với các bạn khác là bạn phải tự kiếm tiền rồi tự mua máy tính, tự mua xe máy, tự mưu sinh suốt sinh viên. Nên là có thể là cái cách ăn mặc của bạn ấy không có chỉnh chu hay là không có đẹp bằng các bạn mà bên kinh tế. Không sao em, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cảm ơn em nha. Thầy giáo của tôi đi một mình, tôi xin đại diện họ. Đó, đây. Đúng không? Dạ đúng tôi rồi chị. Tôi xin đại diện họ nhà trai. Tùng đẹp trai. Đúng có. Trời, em con trai đính chính. Theo các bạn nữ chia sẻ thì mình cũng muốn chia sẻ lại. Riêng bản thân em, đối với những người yêu của em trước đây, chưa bao giờ em có một lần nổi nóng. Thậm chí bạn đó sai, em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Em vẫn là người xin lỗi đầu tiên. Mình không hơn thua gì với người yêu của mình cả. Còn đối với người phụ nữ, em mồ côi cha lúc em mới 5 tuổi. Từ khi học cấp 2 trở lên là em cũng tự lập, mưu sinh, làm tất cả các việc từ phụ hộ, làm công nhân, làm tất cả mọi thứ. Đi làm rồi sau này mới quay lại học sư phạm, rồi mới đi dạy. Trong người em lúc nào cũng suy nghĩ là sau này dù thế nào, khổ như thế nào cũng không để cho người phụ nữ của mình phải khổ, phải rơi lệ như vậy. Chị hiểu mà, chị đồng cảm với em. Cho nên chị thật sự nếu em không nói thì chị cũng đang chuẩn bị định nói về cái chuyện nóng tính của em. Thật ra là người ta nói khuyết điểm mình nóng tính vậy thôi. Nhưng mà giống như Tường cũng vậy nè. Tường ai hỏi mình khuyết điểm là gì thì Tường cũng là nóng tính. Nhưng thật ra cái nóng là mình, nếu mình cảm thấy cái điều đó nó sai thì mình buộc phải lên tiếng. Đó, tôi bảo vệ nhà trai của tôi một chút xíu thôi. Thiệt. Rồi tự động phấn đấu vươn lên, bây giờ người ta cũng có công việc làm ổn định nè. Mình vẫn đang sống với mẹ đúng không em? Thực ra là mẹ em ở nhà, em sống xa nhà rồi em tự lập buôn chải, em đi dạy rồi tính là mua nhà trước.
Nhưng mà thật ra lúc trước thì em thích xe, em làm mua xe trước. Là bây giờ mình mua xe mình đi hay mua xe kinh doanh? Thứ nhất là em mua một chiếc xe để em kinh doanh, để em làm thêm đưa rước học sinh mỗi ngày. Vậy đó hả? Vậy là phải xe lớn chứ? Dạ, chiếc xe lớn. Là sau đó em lấy dựa vào cái đó em kiếm rồi em đam mê của em lại mua một chiếc xe nhỏ em đi. Cái xe lớn đưa đón học sinh là mỗi ngày sáng chiều luôn hả em hả? Buổi sáng em dậy đến 10:30 em chở học sinh từ 10:30 đến 12 em giờ. Em lái luôn hả? Dạ em lái. Dạ. Em dậy xong rồi em ra em đi rước học sinh luôn cho các lớp em. Là xe mấy chỗ? Xe em thì có 9 chỗ. Em dạy bơi, em mở câu lạc bộ bóng đá em dạy. Rồi em liên kết với BKMF Bình Dương bóng đá và bên là bên mạng bóng đá chuyên nghiệp nữa. Nói chung là cái công việc mình tự tạo ra thôi. Quan trọng là mình có chịu làm hay không. Rồi có thời gian để cho bản thân rồi có thời gian. Có chị. Nói chung là thời gian mình tự cân đối được hết. Dạ, đúng còn rồi. Sức còn cai.